siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng hoàn thiện chính sách và kiên quyết kiên trì phòng chống tham nhũng tiêu cực, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt khoảng từ 6 đến 6,5%. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho biết như vậy khi báo cáo Quốc hội kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ nay đến cuối năm vẫn là nỗ lực cao nhất phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, nhanh chóng hoàn thiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Về mục tiêu năm 2022, Thủ tướng cho biết sẽ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cùng với tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hai là mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu, gồm 16 chỉ tiêu chủ yếu và các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt khoảng 6 đến 6,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4%, bội chi ngân sách so với GDP khoảng 4%. Theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ triển khai hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng chống dịch, có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022. Các địa phương vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhưng không trái với quy định của Trung ương, lấy đầu tư công, dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội, nhất là phương thức đối tác công tư. Bên cạnh đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, sai phạm, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm thể chế, cơ chế chính sách và kiên quyết phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nước. Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ phấn đấu cơ bản hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch trong năm 2022, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng động lực tăng trưởng mới, triển khai các kế hoạch, đề án về phát triển đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 41,5 đến 42%. Dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở một số địa phương phía Bắc như là Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An. Dù số ca F0 ở mỗi địa phương ghi nhận còn ít, tuy nhiên đa số những ca F0 này ở cộng đồng không xác định được nguồn lây. Ghi nhận tại Nghệ An. Chỉ một shipper mắc COVID-19 vào tối 18 tháng 10, phường Bến Thủy, thành phố Vinh đã xác định được 25 F1, trong đó có 17 F1 là nhân viên cùng công ty với bệnh nhân này. Khi mà có một cái cá như thế này xuất hiện trong cộng đồng ấy, thì người dân rất lo về nhất là về cái số người cao tuổi nữa, cho nên là hạn chế đi lại thôi. Vậy tôi là chỉ có như thế thôi chứ còn cũng không biết. Ngay trong sáng nay, Nghệ An ghi nhận 25 ca mắc mới, trong đó có một ca cộng đồng là nhân viên khoa xét nghiệm Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Dù đã phong tỏa nơi bệnh nhân sinh sống, thế nhưng truy vết nguồn lây thì vẫn rất khó. Thì qua xét nghiệm cộng đồng thì đã xác định được một số trường hợp F0 ngoài cộng đồng và có F khác F0 ở đây, thì các cái nguồn lây nó cũng chưa rõ, cho nên là khó khăn nhất là trong cái công tác xác định nguồn lây để tiến hành dập dịch cũng như là xác định các cái khu phong tỏa và xác định các cái vùng có nguy cơ ảnh hưởng dịch là khó khăn cho các ban chỉ đạo. Chỉ trong 4 ngày sau khi xuất hiện ca mắc ngoài cộng đồng, đến nay thành phố Vinh đã ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, nhiều ca mắc không có mối liên hệ với nhau, chưa xác định được nguồn lây. Do đó, công tác điều tra, truy vết đang gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cả các bệnh xuất hiện ở rải rác ở một số điểm. Và thứ hai nữa là bây giờ chúng tôi đang rất cố gắng điều tra, truy vết dịch tễ, yếu tố dịch tễ, nhưng cũng chưa nhận được là nguồn lây nó xuất phát cụ thể đâu. Chỉ các ca bệnh chủ yếu tập trung ở cái đường Bùi Huy Bích, và cái đường Bùi Huy Bích ấy thì là cái đường nó tiếp giáp giữa là phường Hào Hy Tập có này, rồi các một số xóm, đa số xóm của là xã Hưng Lập. Đấy, đồng thời lại liên quan đến một số yếu tố là có một số người di chuyển đến từ vùng khác đến cái dọc đường Bùi Huy Bích, như là có một shipper cũng có một người là cũng có đến là thăm
người ốm ở cái dọc đường Huy Bích thì trở về cũng là cũng phát hiện dương tính. Cho nên đó với những yếu tố đó di chuyển là phức tạp, nên chúng tôi đang cố gắng là truy vết để nhận định xem tình hình là tình hình dịch đây là nguồn gốc từ đâu. Không riêng gì thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, các địa phương như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định cũng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trong những ngày gần đây, nhất là số ca nhiễm ngoài cộng đồng. Ngoài việc khuyến cáo người dân chủ động xét nghiệm khi có những biểu hiện ho, sốt, chính quyền các địa phương này cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, hạn chế tụ tập đông người và thực hiện nghiêm 5K. Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Một số điểm mới được đề xuất trong dự thảo luật sửa đổi nhằm đảm bảo đúng lộ trình thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, cũng như là yêu cầu mới trong phòng chống tội phạm trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Các ý kiến đồng ý tạm đình chỉ đối với một số vụ án do thiên tai, dịch bệnh vừa qua. Tuy nhiên cần quy định chi tiết về căn cứ tạm đình chỉ từ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra hay tạm đình chỉ vụ án để không ảnh hưởng đến công tác xét xử. Đối việc này thì trong cái văn bản quy định chi tiết kèm theo hồ sơ dự án luật này thì đề nghị các cơ quan soạn thảo là phải quy định rất là chặt chẽ là dịch bệnh đến mức nào, thiên tai đến mức nào thì mới được phép tạm đình chỉ trong các giai đoạn tố tụng của mình để nó tránh cái việc lạm dụng, bởi vì lạm dụng ở đây thì nó sẽ làm trùng xuống cái công cuộc đấu tranh chống tội phạm đang rất là quyết liệt, nhưng mà anh tạm đình chỉ nó trùng xuống ngay. Thứ hai là nó liên quan đến cái việc là sẽ cái biện pháp tạm giam về con người sẽ được áp dụng trong cái giai đoạn phục hồi này. Một điểm mới trong tờ trình sửa đổi lần này đó là công an xã, phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Có ý kiến lo ngại về năng lực đội ngũ cán bộ và điều kiện cơ sở vật chất khi thực thi, song ở góc độ khác, một số ý kiến cho rằng quy định trên sẽ tạo điều kiện giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ giai đoạn mới phát hiện. Chúng ta cứ tưởng là giao thì nó sẽ chuyển cái việc xuống xã rất là nhiều, nhưng mà theo tỷ lệ trung bình ở đây báo cáo của Bộ Công an thì mỗi năm cả một cái công an xã đấy chỉ có tăng thêm 4,3 cái tố giác tin báo ban đầu. Thì chúng tôi nghĩ là với cái lý do dịch bệnh như vậy và đáp ứng cái sự chuyển động của công an trong việc là cơ cấu tổ chức để xuống công an chính quy như vậy thì chúng tôi thấy là hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắk Nông, hiện chính phủ chưa hoàn thiện biên chế công an xã ở tất cả các địa bàn xã. Nếu giao ngay nhiệm vụ theo đề xuất sửa đổi này thì cần có đánh giá chặt chẽ. Tôi ví dụ như này, đến ngày 13 tháng 11, Quốc hội thông qua nghị quyết này. Mà có hiệu lực ngay thì không biết là công an xã sẽ triển khai như thế nào trong cái việc mà thực hiện cái xác nhận, tức là xác minh cái tin báo tố giác của tội phạm. Đấy. Cái nội dung này thì Ủy ban Tư pháp đã đồng ý với đề xuất của cái cơ quan trình. Nhưng mà tôi cho rằng cần phải tách bạch ra. Nếu như trong trường hợp mà đúng như áp dụng theo thủ tục rút gọn thì chúng ta cho hiệu lực ngay tại thời điểm Quốc hội thông qua. Còn đối những nội dung mà không phải là thuộc thủ tục rút gọn mà Quốc hội vẫn đồng ý thông qua thì phải ít nhất là 45 ngày để cho các cơ quan có cái thời gian để chuẩn bị để triển khai thi hành luật. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tố tụng hình sự dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 13 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội nhìn nhận là một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tuy không đạt so với kế hoạch đề ra, thế nhưng kinh tế vĩ mô vẫn duy trì ổn định. Chúng ta dần thích ứng an toàn và linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, từ đó duy trì sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn thử thách. Những vấn đề kinh tế xã hội này được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã khiến một số chuỗi cung ứng bị đứt gãy, gián đoạn. Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn kinh tế trọng điểm. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, kinh tế quý 3 tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42%, là mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay. Dự báo cả năm chỉ đạt được khoảng từ 2,5 đến 3%, thấp xa so với mục tiêu Quốc hội đề ra. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tuy không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng kinh tế vĩ mô vẫn duy trì ổn định, nông nghiệp tăng trưởng khá và vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế.
và ổn định xã hội. Xuất khẩu hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo. Chúng ta dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, cho phép Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện nhiều nội dung khác với quy định của luật hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, đã thành lập tổ công tác đặc biệt do một đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách để theo dõi và giám sát công tác phòng chống dịch và việc thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Qua đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp phần quan trọng cùng cả nước ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn và thử thách. Bước đầu đã thể hiện là một Quốc hội hành động, tiếp nối truyền thống, khát khao đổi mới và cống hiến, luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách vì sự phát triển bền vững của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội trên cơ sở thực tiễn sinh động, phong phú của các ngành, lĩnh vực và địa phương mình, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết phát triển kinh tế xã hội vì sự phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước. Với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự phiên khai mạc tại điểm cầu nhà Quốc hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp, mở đầu phiên khai mạc, Quốc hội đã dành thời gian mặc niệm cho hơn 21.000 đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh do dịch COVID-19. Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai diễn ra khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư với biến chủng mới, lây lan rất nhanh và nguy hiểm hơn, diễn biến rất phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân. Một số chuỗi cung ứng bị đứt gãy và gián đoạn, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ công nghiệp, và ở tại các địa bàn như thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn kinh tế trọng điểm khác. Việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng rất nặng nề. Công tác an sinh xã hội có lúc có nơi còn bất cập, cùng với việc giãn cách kéo dài đã làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng, xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, qua gian nan, thử thách, truyền thống đoàn kết, yêu nước, thương nòi, khí phách anh hùng, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, đất nước ta lại càng phát huy cao độ hơn bao giờ hết. Quốc hội trân trọng, cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Quốc hội chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu, tri ân tôn vinh những đồng bào, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, cống hiến hết mình, xung kích cả vào những địa bàn là tâm dịch rất nguy hiểm, vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sinh mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển bền vững, trường tồn của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị, tại kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cả nước quan tâm, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước.
Sau khoảng 20 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, tối qua thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 2 ca mắc mới có yếu tố dịch tễ cộng đồng cao. Đây là ca bệnh trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và được cách ly tại nhà, tuy nhiên đã lây nhiễm cho người nhà và tiếp xúc với nhiều người. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện là bệnh nhân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 10, đã tiêm 2 mũi vaccine. Bệnh nhân thứ 2 là người nhà sống chung tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Chi tiết dịch tễ đáng lo ngại nhất là nhà của 2 bệnh nhân này vừa tổ chức lễ tang trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10, có tiếp xúc với nhiều người và cũng đi đến một số địa điểm đông người như tiệm bánh, quán ăn. Ngay trong đêm qua, ngành y tế Đà Nẵng đã tổ chức khoanh vùng, cách ly hẹp khu vực bệnh nhân sinh sống, đồng thời tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định. Sáng nay, ngành y tế đã phát đi thông báo khẩn đến các tổ chức cá nhân có đến viếng đám tang tại số nhà 259 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng, đến các cơ sở y tế để khai báo và được tư vấn hỗ trợ y tế để phòng chống dịch bệnh. Sau những phát ngôn gây bức xúc dư luận và dù đã lên tiếng đính chính nhưng một lần nữa, câu chuyện của ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh là bài học kinh nghiệm về những phát ngôn của người có trách nhiệm về một vấn đề lớn có tác động tới hàng chục triệu người dân. Đặc biệt đây lại là những phát ngôn trong thời điểm mà thành phố hơn 10 triệu dân này vừa trải qua một cuộc chiến cam go chống dịch của toàn dân với nhiều mất mát không thể nào quên. Phát biểu bế mạc tại cuộc họp lần 3 ngày hôm qua, người đứng đầu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phải dành thời gian để nhắc về những ngày không thể nào quên của Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù là trận chiến không tiếng súng, trận chiến của toàn dân, nhưng chúng ta đã có những đồng chí bị thương, thậm chí phải hy sinh trong trận chiến này. Trong đó, sự mất mát của nhân dân là nỗi đau xót mà chúng ta không bao giờ quên được. Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 hồi tháng 8 vừa qua, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Nên đã rất xúc động khi nhìn lại hành trình gần 90 ngày chống đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Đã tròn 2 tháng kể từ kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố đến nay là khoảng thời gian vô cùng khốc liệt, đầy thử thách. Chúng ta thành tâm cầu nguyện đến những người đã mất, chia sẻ nỗi đau tột cùng với gia quyến, những người thân qua đời. Dù đã nỗ lực huy động mọi sự hỗ trợ giúp đỡ từ trung ương đến địa phương và các tầng lớp nhân dân, nhưng những hình ảnh này một lần nữa khiến nhiều người khó cầm lòng. Không tiền, không việc làm, cuộc sống qua ngày của hàng chục ngàn người dân chỉ trông chờ vào các gói hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh và tấm lòng của các mạnh thường quân. Cuối cùng, khi không thể bám trụ được nữa, họ quyết định trở về cố hương. 4-5 tháng rồi không bằng được, không tiền bạc, không gì trơn, giờ còn ở trong ngoài nhà mẹ con gì. Nếu mà em lớn với chồng em thì mình sống sao cũng được, không tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Có lẽ với tất cả những gì đã chứng kiến và trải qua sau gần 5 tháng chống chọi với đại dịch COVID-19, đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước phát ngôn của người đứng đầu ngành Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Dù ý nghĩa chính xác của những gì ông Tấn đã nói là thế nào đi nữa, thì đây cũng là bài học lớn về việc phát ngôn của những người đứng đầu, nhất là khi những khó khăn của người dân thành phố trong những ngày sắp tới vẫn còn. Nếu đúng như theo cơ quan truyền thông mà nói như thế, thì điều này cũng không nên. Vì trong lúc này, nhân dân của chúng ta, đặc biệt là bà con của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, bị giãn cách hết sức là bức bách. Và gần như là 4 tháng trời chúng ta sống nhờ xã hội, trong khi đó là chính sách của trung ương, của thành phố chúng ta làm rất tốt, thì tại sao lại chúng ta lại nói rằng là không có ai thiếu đói là sao? Không có ai thiếu đói thì làm sao mà có 4 gói, 4 lần hỗ trợ như thế này? Có thể là trong cái lời nói, trong cái phát ngôn thì nó có thể nó sẽ không có được rõ ràng, cái này cũng không trách báo chí được, vì thực tế là mình có nói ra câu đó và mình cũng không có thể hiện nó đầy đủ cái ý, cho nên người ta chích thôi. Lẽ ra đó là chẳng hạn như là lỡ như mà mình nói ra rồi thì ví dụ báo chí đưa tin như thế thì mình cũng nói chung là mình cũng nhận trách nhiệm đi, rồi mình có thể đính chính lại nó cũng được. Nhiều người người ta cũng không có trách cứ gì về những cái phát ngôn đâu.